lá này giả ra nó rất là keo, cắt ra nó rất dính, đi một hồi mà nó còn không rơi đấy. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng lá na, một loại lá rất là quen thuộc. Nhưng mà có thể các bạn sẽ không quen cái lá này, nhưng mà sẽ quen cái trái của nó. Quả na thì mọi người cũng ăn nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng quả lá na để mà trị bệnh viêm xoang, cũng như là mình giới thiệu thêm một số công dụng của lá na như là đắp hạch. Đây là cây na nha mình. Thì mình có mấy cây na lận. Thì nó có trái đây, nhưng mà nhà mình không có chăm sóc nó cho nên quả nó hư rồi. Bây giờ chúng ta lấy lá của nó. Lá thì các bạn tốt nhất là nên chọn cái lá bánh tẻ, tức là không có quá non cũng không có quá già. Chúng ta chọn cái lá phần giữa này. Lá na bình thường nhà mình hay ứng dụng để là để trị hạch cũng như là trị viêm xoang. Tác dụng của lá na đó là tiêu viêm, trị các cái nhọt độc. Bài thuốc trị mụn nhọt thì ở trong thuốc nam khá nhiều loại. Ở đây lá na nó cũng khá là dễ kiếm, các bạn có thể ứng dụng nó. Về trị viêm xoang thì chúng ta có nhiều cách. Tốt nhất là nên áp dụng nhiều cái cùng lúc luôn. Tiên đó, nói về viêm xoang thì chúng ta phải nói rằng nó bắt nguồn từ cái viêm mũi dị ứng. Để giải quyết được sâu gốc rễ cái vấn đề viêm mũi dị ứng thì chúng ta cần phải uống thuốc để mà nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể. Nói theo tây y là như vậy, nâng cao sức đề kháng để mà cơ thể nó không cần phải tiết ra dịch nhiều để mà diệt khuẩn nữa. Chỉ cần tiết dịch ít ít là có thể diệt khuẩn rồi. Như vậy thì nó không cần phải sinh ra cái phản ứng. Vậy thì nó sẽ không cần phải sinh ra cái phản ứng viêm cũng như là phản ứng tiết dịch nhiều trên mũi như thế này. Và chính vì cái việc mà viêm mũi dị ứng tiết dịch liên tục như vậy, nó sẽ tạo cái môi trường quá ẩm, tạo môi trường cho vi khuẩn viêm nó phát triển và nó gây viêm nhiều ở vùng xoang. Rồi, ngoài ngoài cái việc điều trị tận gốc ra thì ở cái thể bệnh nhẹ thì chúng ta có thể dùng cái điếu viêm xoang của nhà mình. Nó chỉ cần hít cái khói vào, nó sẽ làm cho, hôm trước mình có giới thiệu đó, hít cái khói này vào nó sẽ diệt khuẩn và nó sẽ tiết cái dịch nhầy, nó đẩy cái dịch nhầy trong trong xoang mũi ra rất là nhanh. Như vậy là nó sẽ thải được cái vi khuẩn cũng như là cái dịch xoang bị bẩn ở trong đó. Cộng với nếu như các bạn có thể thực hành được cái việc đắp lá na này thì sẽ rất là nhanh khỏi. Thể nhẹ thì có thể dùng điếu không thôi, nhưng mà nặng hơn xíu thì nên đắp thêm cái lá này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giã và đắp. Như vậy thì chúng ta đã có được một cái hỗn hợp lá na để giã nhuyễn à, không đúng lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đắp lên cái vùng xoang trán, xoang bướm và xoang sàn. Chúng ta đã vừa thấy kiến vừa thấy camera đây. Đây. Chúng ta đắp hết cái vùng trán dưới này qua mũi, hoàn hết đi ra vùng gò má. Như vậy nó sẽ bao hết các cái xoang vùng mặt trừ xoang hàm ra. Xoang hàm thì nếu cần thì cứ đắp
chỉ hướng dẫn như đây thôi cho nó đơn giản. Đặt xuống ha, đắp dễ rớt. Bạn làm sao cố định được đó thì cố định. Tốt nhất là nhờ người khác đắp nha. Lá này đắp vào rất mát cho nên là không có sợ hãi cho da gì hết. Các anh kia bị son rất là nhiều năm rồi, vợ bị son rất nhiều năm, đi rất nhiều bệnh viện không khỏi nhưng mà được ba mình trong buổi uống cà phê được ba mình chỉ cho cái cây này, chỉ cho cái lá này để đắp cho vợ, thế là hết nha. Cái này liều lượng thì các bạn không cần quan tâm lắm. Nếu mà đắp vào vài ba lần thấy đỡ thì các bạn chú ý đắp cho khi nào mình cảm thấy an toàn thì thôi. Lá đắp rất mát. Ngoài cái việc trị hạch thì mẹ mình còn ứng dụng cái lá này để trị cho cái chứng gọi là viêm dây thần kinh. Mẹ mình tức là cô Nhung đó bị viêm dây thần kinh số 3, à quên, số 5 nhưng mà nhánh số 3, nhánh số 3 của dây thần kinh số 5 hay bị đau bất thường lan đến hàm, đến vùng má này. Đang quay là hết pin. Đó là mình để cái mặt này đi tìm cục sạc mà mình không rơi đó. Cái lá này rẽ ra nó rất là keo, đắp vào nó rất dính, đi một hồi mà nó cũng không rơi đó. Cái này là do mình tự đắp cho nên là nó hơi dày một xíu. Mình mỏng thì không quan trọng nhưng mà tất nhiên nó thẩm mỹ một xíu thì đắp mỏng được. Nếu mà đổ một lớp thuốc thì tương đối cho nó thấm thuốc là được. Nếu giờ là người khác đắp thì tiện thì nó sẽ hơn. Cái này mình tự đắp chậm rãi cảm nhận, bạn sẽ thấy là nó có một cái tác động gì đó nhẹ nhẹ vào trong da mình, nó làm cảm giác tê, là đã. Cái cảm giác này nó khác với cảm giác khi mà đắp cây lá buộc như quẻ để mà trị bệnh dời. Cái lá vui vẻ mình đắp thì bây giờ nó sẽ có cảm giác cắn nhỏ nhỏ gì đó, là con kiến kim cắn rồi nè. Còn cái này thì khác, nó không có cắn nhưng mà nó cảm giác tê, khá thú vị đấy. Và cái video này đã hướng dẫn các bạn biết nhỏ mà làm, các bạn cứ yên tâm và thử nghiệm xem, tại vì nó không có hại gì cả. Ok.
và làm thử vài ba lần, nếu như nó hiệu quả thì tiếp tục, còn không thì thôi, chỉ có một chút thời gian thôi, không có gì nguy hiểm. Rồi nhé, chúc các bạn thử nghiệm thành công. Chúc các bạn mau hết viêm xoang nha.